Mấy gia đình nó ngồi quá trời luôn bà con ơi. Mấy em à. Ủa, ngồi đầy đường luôn. Ủa, kìa. Dạng vậy sao? Đó. Wow. Ngồi à. Mấy con ngồi đầy đường luôn. Ê. Gây lộn hả? Wow. Này mấy con nè bà con. Muốn ăn mấy cái hột gì đấy. Bình đạm nha bà con. Muốn bình đạm hộ khỉ quá rồi nhiều luôn. Đấy, tiết mục vẫn đi bộ nha bà con. Đi lên chùa, lên đỉnh núi. Đây có cô tiếp viên ở dẫn hướng dẫn viên của địa phương. Rồi đón minh đạm rồi đàng hoàng bộ dẫn không. Dẫn đường mình đi lên chùa. Đi lên khoảng 1 km nữa. Ủa vậy hả? À đây hả? Tới chế độ đất thang nha bà con. Hết đường băng rồi. Chế độ này. Chế độ đá nè. Đó, đi theo đường ven vách đá đi lên đỉnh núi của Minh Đạm thì hiện tại đang lên tới chế độ nấc thang. Thì cung đường khá đẹp luôn, khá hấp dẫn để chúng ta đi tham quan. Nãy mình hành trình 3 cung đoạn. Cung đoạn thứ nhất 4 bánh từ Sài Gòn. Đạp bên núi Vinh, núi Vinh đạp núi Vinh. Xong rồi mình đi qua bên núi Minh Đạm. Núi Minh Đạm đạp một đoạn. Bây giờ hết đường để đạp về leo lên núi, lên núi bộ. Đã, đó đường vậy đó bà con. Cứ quanh co theo men dốc mà đi theo nấc thang lên đỉnh của núi. Quá, quá hấp dẫn. Nên khúc đoạn này đường bằng nè bà con. Cảnh mát đã đây, đi cũng thích luôn á. Này đoạn đường bằng. Giờ này là khu trên đây không có chạy xe được, chỉ có đi bộ thôi. Ồ, quá quá mát mẻ luôn. Ồ, sao người ta làm hả? Vận chuyển lên. Giờ đường đi là coi như là tương đối là ổn. Chinh phục núi Minh Đạm lần thứ hai này. Hôm trước là lên tới mấy khỉ mình xuống rồi. Lên đây nó mới gọi là. Trời ơi, đâu có biết đường đâu lên đây. Đúng rồi. Cái mấy giờ du lịch nhưng mà người ta đi lên chùa rồi đó. Còn lúc trước thì xuống dưới tới mấy chỗ mấy khỉ. Để mệt rồi kìa. Đây, tới khúc này hòn đá treo leo. Hòn đá lớn nè. Hòn đá lớn nè. Wow. Hòn đá quá bự luôn á bà con. Đây, đó, cô hướng dẫn viên cũng đi hết nổi rồi nè. Phê. Tưởng nó không phê ai ngờ. Phê không tưởng. Phê. Sao anh cảm nhận của anh hôm nay như thế nào? Đúng, phê mà phê không tưởng. Tại mình đạp lên mình hơi bị mệt mất chút trời. Đúng rồi. Giờ leo lên chiếc con nữa là mình hơn. Bà đi giờ chiều cũng tới. Có 20 phút leo lên tới nơi à. Wow. Ồ, cụ đá to. To chỉ dần nha bà con. Cụ to lắm. Đó. Wow, gần tới đỉnh rồi bà con ơi. Đây, mấy cụ đá nằm cặp mấy đường. Đây, đây đỉnh. Đó, bên kia có một cụ đá. Cụ đá nằm bên đỉnh nè. Bên đó là eo biển ha. Eo biển đó. Ờ, đây. Wow, hấp dẫn ha.
này rừng nguyên thủy mà. Ừ. Có hổ luôn á. Ờ hả? Ừ. Ông hổ. Ờ. Ông hổ. Có lâu lâu có người ta đi lên người ta vẫn thấy. Ờ. Nhưng mà kiểu là trên này có lập một cái miếu của ổng. Wow. Để cho để đồ ăn đó. Đâm ra ổng hù hông hông vồ. Nghe nói cách đây mấy chục năm trước á, hổ ra vồ người mà. Cái sau này mấy người đi rừng núi sợ quá, bên này lập miếu ở trên đây, có cái miếu. Miếu ông hổ. Mà họ cúng giái là từ lúc đó ổng không có súng ấy người nữa. Ok. Ờ lắm, nghe nói ông hổ to lắm. Qua miếu ngũ hổ, năm ông hổ, xong là gần cái đỉnh của bên trên nha bà con. Còn thêm một con dốc nữa là sẽ tới đỉnh cao của núi Minh Đạm. Wow, quá phê. Không khí rất là trong lành, quán mát nha bà con. Cây hai bên đỉnh núi Minh Đạm nha bà con, Tứ Sơn Tự, non tầng đây, mấy đỉnh núi đỉnh đá trên này bà con, đi lên đây là non tầng, non có tầng ở trên này, đây có giống nằm luôn, mít đều, mấy cái đào có đều, đây giống nằm luôn. Ở đỉnh rồi đó. Đó đỉnh cao. Đỉnh cao núi Bình Đạm. Đây những cây đều đây. Leo lên, hồ mát, có giỏng quá trời luôn. Rồi em đi toilet, những người đã chứa đi. Đó là đỉnh cao nhất rồi đó bà con. Vâng, lên đi xuống lên liền. Mát luôn, có bạn uống nước trà không nha bà con. Wow, nước nè, có chỗ nghỉ uống nước trà đây, trên đỉnh cao nhất đó. Toilet cho bánh. Dạ bánh tét tẩu, giọng nằm nghỉ ngơi luôn. Đây cảnh nhìn xuống thành phố luôn bà con ơi. Đây lên nè bà con ơi. Đây là đỉnh cao của núi Minh Đạm. Wow, bên trên này. Cây đều. Wow, đỉnh cao nhất nha bà con. Đây quay còn thành phố. Đây đi một vòng đây. Wow. Toàn cảnh nè bà con ơi. Toàn cảnh thành phố Long Hải đây. Đỉnh cao nhất của núi Minh Đạm. Nhìn xuống thành phố nè, thành phố biển nè. Đã chưa bà con ơi. Đỉnh cao nhất muốn chinh phục đây thì phải lội bộ. Thật là mệt như nãy giờ đấy. Thật là xa vậy mới lên được tới đỉnh này. Wow, quá đẹp luôn. Ôi bà con ơi. Đây những con đá cao nhất trên đỉnh này nè. Ngày mùng 2 mấy anh em đi chinh phục núi Minh Đạm. Lên đây thắp nén hương, chinh phục được cảnh đẹp ở trên này. Đó, mình cũng review lại cho bà con ở trên này xem. Ở trên này có bà. Đây. Bà ông Thiên Phật bà. Đây. Lên để tập đỉnh. Là những hòn đá cao nhất của trên đỉnh núi đây. Hết rồi, là chót rồi nè bà con. Đây. Wow, cảnh khá tuyệt vời luôn. Cao tuyệt vời luôn, anh quay em quay anh. Đây. Cảnh đẹp quá bà con ơi. Wow. Hòn đá lớn nhất của đỉnh nè, nằm trên đỉnh luôn.
bên kia treo leo bên đây. Wow, cảnh thành phố, núi, rừng và biển. Wow, thật là tuyệt vời luôn. Tuyệt vời. Đỉnh cao, đỉnh cao. Và cao quá trên đỉnh. Giờ đây là núi, nhìn xuống rừng và cuối cùng có biển. Quá hoành tráng. Và nhờ cô bạn ở địa phương dẫn đường mình mới chinh phục được cái đỉnh cao của núi Bình Đạm là như thế này. Không thì mình giờ ở dưới chỗ mấy chú khỉ thôi. Lên trên này quá hấp dẫn, mời bà con có dịp lên chinh phục để ngắm được cái cảnh đẹp ở vùng biển núi Đông Hải. Xin chào.